Xin được chào đón quý thầy cô, quý doanh nghiệp và toàn thể các bạn sinh viên đang theo dõi chương trình khai mạc online Job Fair 2022 của trường Đại học Văn Lang. Thưa quý vị, chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên fanpage trường Đại học Văn Lang và Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên Đại học Văn Lang. Kính thưa quý vị, hướng nghiệp và việc làm luôn là chủ đề được các bạn sinh viên quan tâm, đặc biệt là các bạn sinh viên đang trong thời đại hội nhập và phát triển công nghệ số. Trong thời gian qua thì đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, đặc biệt là tác động trực tiếp đến thị trường lao động. Chính vì điều này đã gây ra không ít những khó khăn cho các bạn sinh viên trên hành trình tìm kiếm một công việc phù hợp. Nắm bắt được những khó khăn cũng như nguyện vọng của các bạn sinh viên, trường Đại học Văn Lang tổ chức tháng hướng nghiệp và ngày hội việc làm online Job Fair 2022 với chủ đề Upskilling for Success. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn được kết nối mối quan hệ hợp tác giữa trường Đại học Văn Lang với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội, xây dựng mạng lưới nghề nghiệp, cùng chung tay phát triển đội ngũ nhân sự trẻ, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động đề ra. Kính thưa quý vị, cùng tham dự trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Ngô Cao Hoài Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên. Xin trân trọng giới thiệu chị Vũ Thị Ngọc Dung, Talent Acquisition and Employer Branding Manager Lazada Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu anh Lê Tuấn Anh, Quản lý chuyên môn hướng nghiệp Công ty Cổ phần Top TV Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu chị Huỳnh Ngọc Phượng, Giám đốc Hành chính Nhân sự Công ty True Commerce Decentro. Và đặc biệt là sự theo dõi của quý doanh nghiệp và các bạn sinh viên đang tham dự và theo dõi trực tuyến lễ khai mạc online Job Fair 2022 trên fanpage Trường Đại học Văn Lang và Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên Đại học Văn Lang. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh thị trường lao động đang có nhiều biến động như hiện nay, thì việc trau dồi những kỹ năng, kiến thức để hiểu về ngành, hiểu về nghề và xu hướng việc làm, nhu cầu tuyển dụng là điều vô cùng quan trọng. Trường Đại học Văn Lang tự hào luôn đồng hành cùng các bạn sinh viên trên hành trình trau dồi và phát triển bản thân, đáp ứng đúng những nhu cầu của thị trường đề ra. Để có được những chương trình ý nghĩa và thiết thực như Job Fair Online thì chính là nhờ sự quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất từ ban giám hiệu nhà trường. Ngay sau đây, em xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng nhà trường, có đôi lời chia sẻ. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện của các doanh nghiệp, quý thầy cô cùng tất cả các bạn sinh viên tham dự Job Fair Online Văn Lang năm 2022. Lời đầu tiên thì cho phép tôi được thay mặt ban lãnh đạo trường Đại học Văn Lang được gửi đến quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp cũng như là quý thầy cô và các bạn sinh viên tham dự chương trình ngày hôm nay lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe. Như quý vị cũng biết thì đối với trường Văn Lang xác định cho mình một triết lý giáo dục là thông qua học tập trải nghiệm đào tạo những con người toàn diện có khả năng học tập suốt đời, có đạo đức và mang lại các tác động tích cực truyền cảm hứng cho cộng đồng. Cho nên là nhà trường luôn luôn tạo tất cả các điều kiện cho sinh viên được học, được trải nghiệm. Các bạn sinh viên của trường thì được trải nghiệm trong mỗi buổi học trên lớp, được trải nghiệm trong các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng mô phỏng, được trải nghiệm trong tất cả các hoạt động của nhà trường mà các bạn tham gia tại trường, cũng như là được trải nghiệm tại các doanh nghiệp, đi kiến tập, đi thực tập, trải nghiệm với những công việc mà các bạn có thể sẽ được làm sau này, sau khi các bạn tốt nghiệp. Do đó, cái việc mà kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp là một chương trình nhà trường đặt trọng tâm. Hiện nay thì trường Văn Lang có hơn 260 các đối tác trong nước và quốc tế, trong đó có khá nhiều các doanh nghiệp. Đó là cơ hội để cho các bạn được làm việc, được thử nghiệm, được học hỏi ở một cái môi trường mà sau này các bạn ra trường, các bạn sẽ nhận một vị trí nào đó. Và hàng năm thì nhà trường tổ chức rất là nhiều các chương trình để doanh nghiệp được đến trường, được chia sẻ, được giới thiệu với sinh viên, nói về những yêu cầu của nhà tuyển dụng, cũng như là giới thiệu các cơ hội việc làm mà các bạn có thể làm ngay trong quá trình các bạn còn đi học. Thì chương trình ngày hội việc làm của sinh viên là chương trình hàng năm mà nhà trường vẫn được tổ chức. Job Fair năm 2021, nhà trường đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp với hơn 1.000 cơ hội việc làm cho sinh viên. Thì với Job Fair Online năm 2022, chủ đề là
Upskilling for Success thì nhà trường rất là mong muốn cũng như hy vọng sẽ tổ chức được một chương trình thu hút hơn 10.000 sinh viên tham gia với hơn 300 doanh nghiệp sẽ cung cấp cơ hội việc làm, hơn 5.000 cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên. Đây là một cái điều kiện rất là tốt cho các bạn sinh viên được trải nghiệm với nghề nghiệp của mình, được trải nghiệm với những kỹ năng khác mà các bạn sẽ thông qua đó các bạn sẽ hiểu được mình cần tiếp tục bồi dưỡng, tiếp tục học tập, tiếp tục rèn luyện để có thể có được những năng lực tốt hơn khi mà các bạn ra trường, một cái sự chuẩn bị tốt, một hành trang trước khi các bạn bước vào đời. Thì thay mặt ban lãnh đạo nhà trường, tôi trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp luôn đồng hành với nhà trường trong nhiều năm qua, cũng như là đồng hành với nhà trường trong chương trình của năm nay. Hy vọng là một cái chương trình từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 của năm 2022 sẽ là một chương trình Job Fair online với nhiều những cái hoạt động mới lạ, với nhiều những cái nội dung mà đóng góp rất là nhiều cho sinh viên, cũng như là có sự chia sẻ, sự trao đổi, sự kết nối giữa nhà tuyển dụng với sinh viên và thấu hiểu hơn các cái hoạt động của nhà trường, kết nối với nhà trường cho nhiều các chương trình khác trong tương lai. Cuối cùng, thay mặt ban lãnh đạo nhà trường, xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bạn sinh viên tham dự chương trình Job Fair Online của Văn Lang. Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bạn sinh viên luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc. Xin trân trọng cảm ơn. Em xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ vô cùng tâm huyết từ cô phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu, hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp nối sự thành công của Job Fair Online năm 2021, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục tổ chức chương trình Job Fair Online năm 2022 với chủ đề Upskilling for Success, với những điểm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của sinh viên và doanh nghiệp tuyển dụng. Sau đây, em xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Ngô Cao Hoài Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên, đại diện ban tổ chức, có đôi lời chia sẻ về chương trình. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý doanh nghiệp, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến, với sứ mệnh đào tạo kỹ năng mềm, xây dựng và kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài nước, từ đó tạo nên những trải nghiệm quý giá cho sinh viên cũng như mang đến cơ hội học tập và nâng cao năng lực, giúp các bạn tự tin khi bước vào thị trường tuyển dụng đầy cạnh tranh. Tiếp nối thành công của VLU Online Job Fair 2021 với những con số ấn tượng, quy tụ 200 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, kết nối hơn 5.000 việc sinh viên, mở ra hàng nghìn cơ hội việc làm. Và trong năm 2022 này, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên đã mang sự kiện Tháng Hướng Nghiệp và Ngày Hội Việc Làm quay trở lại với chủ đề Upskilling for Success. Chương trình diễn ra từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2022 với chuỗi 22 hoạt động trải dài trên hầu hết các nhóm ngành nghề nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nghề nghiệp, nắm bắt xu hướng việc làm và trau dồi kỹ năng, chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, phỏng vấn đào tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng. Đồng thời chương trình là cầu nối rút ngắn khoảng cách giữa sinh viên với doanh nghiệp, từ đó mở ra cơ hội học thực tập và việc làm dành cho sinh viên. Đây còn là dịp để nhà trường lắng nghe ý kiến đóng góp của doanh nghiệp để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo. Với nhiều sự thay đổi trong các hoạt động so với mùa trước, VLU Online Job Fair 2022 kỳ vọng sẽ kết nối 10.000 sinh viên, cựu sinh viên với hơn 300 doanh nghiệp cùng hơn 5.000 cơ hội việc làm hấp dẫn. Với tất cả những ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình VLU Online Job Fair 2022. Xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu, nhà trường đã luôn tin tưởng và chỉ đạo sát sao. Cảm ơn quý thầy cô, các khoa, viện, trung tâm, phòng ban chức năng trong nhà trường đã hỗ trợ mang đến một chương trình đầy ý nghĩa cho sinh viên. Chân thành cảm ơn công ty Top CV, đối tác công nghệ đã đồng hành cùng với nhà trường để tổ chức chương trình này. Cảm ơn Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh SAC đã đồng hành và hỗ trợ. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có nhiều hơn những cơ hội hợp tác để cùng nhau tạo nên những hoạt động trải nghiệm thực tế, lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng sinh viên. Kính chúc quý đại biểu, quý doanh nghiệp, quý thầy cô lời chúc sức khỏe, thành công và thắng lợi. Chúc chương trình VLU Online Job Fair 2022 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc các bạn sinh viên mạnh khỏe, thành công trong học tập. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn những phát biểu cũng như chia sẻ vô cùng tâm huyết từ Thạc sĩ Ngô Cao Hoài Linh. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Hướng nghiệp và việc làm luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm của các bạn sinh viên, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường lao động đã có nhiều giai đoạn biến đổi sau đại dịch Covid-19. Có thể hiểu rõ được nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng của các bạn sinh viên. Sau đây xin được giới thiệu bạn Nguyễn Như Ý, sinh viên năm 3 khoa quan hệ công chúng truyền thông sẽ có đôi lời chia sẻ. Xin mời bạn. Đối với một sinh viên năm 3 đã tham gia online job fair 2 lần thì em nhận thấy online job fair là một chương trình vô cùng thiết thực và đem đến nhiều giá trị cho những bạn sinh viên như em. Và sau 2 lần tham gia online job fair, em đã học hỏi và trau dồi được rất nhiều kỹ năng, kiến thức cho bản thân. Cụ thể có thể kể đến là kỹ năng ứng tuyển vào các vị trí công việc như tạo ra một chiếc CV và cover letter ấn tượng hay cách trả lời phỏng vấn ghi điểm trong mắt các nhà tuyển dụng. Ngoài ra, em được tìm hiểu sâu hơn các kiến thức về chuyên ngành mình đang theo đuổi và học tập. Không dừng lại ở đó, em còn hiểu được những xu hướng về thị trường lao động trong thời kỳ biến động, từ đó có sự chuẩn bị cho bản thân thật tốt trong tương lai. Và cuối cùng, em hy vọng chương trình Online Job Fair năm nay sẽ diễn ra thành công rực rỡ, mang đến những kiến thức hữu ích và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên, đặc biệt là bản thân em. Xin cảm ơn những chia sẻ của Như Ý. Chắc chắn rằng với sự quan tâm và đầu tư nghiêm túc, bạn sẽ có những bước tiến rất tích cực trong tương lai. Thưa quý vị, năm 2022 cũng là thời điểm mà thị trường lao động chào đón một thế hệ sinh viên mới, một thế hệ người lao động mới. Là một sinh viên năm tư chuẩn bị bước chân vào thị trường lao động, xin giới thiệu bạn Dương Ngọc Bảo Trân, chuyên ngành Logistics, cũng sẽ có những chia sẻ khi đã nhiều lần tham gia job fair và nhu cầu tìm kiếm việc làm của Trân tại online job fair năm 2022 này. Xin mời Bảo Trân. Kính thưa quý thầy cô, quý doanh nghiệp và các bạn sinh viên thân mến, là một sinh viên năm cuối thì em rất ý thức được việc bản thân phải cập nhật được những thông tin cần thiết và chính xác nhất về xu hướng việc làm để có thể tìm thấy cho mình một công việc phù hợp trong thời gian ngắn nhất. Trong khoảng thời gian học tại trường thì em đã có cơ hội tham gia các chương trình job fair được tổ chức định kỳ. Và em cảm thấy đây là một hoạt động vô cùng bổ ích, đã mang đến cho các bạn sinh viên những thông tin mới nhất về thị trường tuyển dụng, những kiến thức giá trị trong việc nâng cao kỹ năng ứng tuyển và những kỹ năng mềm cần thiết. Job fair chính là chiếc cầu nối gần nhất để gắn kết các doanh nghiệp đến với các bạn sinh viên cũng như tạo nên vô số những cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên năm cuối. Tham dự Job Fair 2022 lần này, em mong muốn sẽ tìm thấy cho mình một công việc phù hợp với ngành học và mang về thêm nhiều những kiến thức tuyển dụng thực tế. Kính chúc ban tổ chức chương trình, quý thầy cô và quý doanh nghiệp có thật nhiều sức khỏe. Chương trình Job Fair 2022 diễn ra thành công tốt đẹp. Em xin cảm ơn. Xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng chân thành của Bảo Trân. Và chắc chắn rằng online Job Fair năm 2022 này sẽ mang đến cho Trân và các bạn sinh viên Văn Lang những cơ hội nghề nghiệp vô cùng hấp dẫn đến từ các doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn sinh viên thân mến, online Job Fair mang sứ mệnh là cầu nối giữa doanh nghiệp và các bạn sinh viên, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn nhân lực trẻ, chất lượng và giúp các bạn sinh viên có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm uy tín và chuyên nghiệp. Và chúng tôi sẽ không thể hoàn thành sứ mệnh này nếu không có sự đồng hành và hỗ trợ từ quý doanh nghiệp. Kính thưa quý vị và các bạn sinh viên thân mến, một đơn vị với nhiều nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, đón đầu trong thời đại công nghệ số, và Online Job Fair năm 2022 rất vinh dự khi được đồng hành cùng Lazada Việt Nam. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời chị Vũ Thị Ngọc Dung, Talent Acquisition and Employer Branding Manager đến từ Lazada Việt Nam sẽ có những chia sẻ với chúng ta trong chương trình lần này. Xin trân trọng kính mời chị. Dạ, lời đầu tiên, xin thay mặt cho Lazada Việt Nam cũng như là bộ phận nhân sự xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến với các thầy cô cũng như các bạn sinh viên trường đại học Văn Lang. Đối với lại Lazada Việt Nam thì tụi mình sẽ có 3 nhánh hoạt động chính tại thị trường Việt Nam, đó là nhánh thương mại điện tử, nhánh Lazada Logistics và nhánh của Lazada Tech Hub. Thì đối với Lazada Group tại Việt Nam thì tụi mình luôn luôn chào đón tất cả các bạn sinh viên trường đại học Văn Lang đến và tham gia những cái chương trình tuyển dụng cũng như những cái sân chơi dành cho các bạn trẻ tại Việt Nam, ví dụ như là những cái chương trình thực tập sinh hoặc là chương trình tuyển dụng dành cho các bạn mới ra trường. Thì với mong muốn là một cái cầu nối cũng như là mong muốn hiểu hơn những phần thông tin của các bạn cũng như là cầu nối cho Lazada có thể hiểu hơn về những cái ngành học, thông tin của các bạn cũng như là
để có một forum để cho chính Lazada cũng như các bạn có thể đặt những cái câu hỏi đối với Lazada. Thì năm nay tụi mình sẽ tham gia cái phần Lazada Career, gọi là Career Fair tại trường mình trong năm nay. Thì và ngoài ra thì trong thời gian sắp tới thì Lazada cũng có rất là nhiều những cái chương trình dành cho các bạn, cũng như là nhiều những cái sân chơi khác nhau. Thì hy vọng là tất cả các bạn sinh viên trường học Văn Lang cũng có thể tìm hiểu thông qua những cái forum của tụi mình, cũng như là tất cả những cái channel của tụi mình hiện có. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại Job Fair và hẹn gặp lại các bạn tại booth của Lazada. Xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng sâu sắc từ chị Vũ Thị Ngọc Nhung. Kính thưa quý vị và các bạn sinh viên thân mến, trên hành trình trau dồi kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên, chúng ta không thể thiếu đi sự đồng hành và hỗ trợ từ các vị chuyên gia. Những người sẽ đồng hành và dẫn dắt các bạn sinh viên để có được những hành trang tìm kiếm công việc lý tưởng trong tương lai. Xin được kết nối và trân trọng giới thiệu đến quý vị chị Huỳnh Ngọc Phượng, Giám đốc Hành chính Nhân sự công ty True Commerce Decentral, đại diện đơn vị đồng tài trợ chính cho chương trình. Ngay sau đây sẽ có đôi lời chia sẻ. Xin trân trọng kính mời chị. Thưa quý vị đại biểu, quý quan khách cùng toàn thể sinh viên trường Đại học Văn Lang thân mến. Trong thời gian 2 năm qua, cả thế giới và Việt Nam chúng ta đã phải đương đầu với những khó khăn, mất mát do dịch bệnh COVID, kéo theo hàng loạt ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, đời sống, sức khỏe và tinh thần của cả nhân loại. Tuy nhiên, với khát vọng sống mãnh liệt, cùng với ý chí cầu tiến, sáng tạo, vươn lên của mỗi con người, kết hợp với thời đại công nghệ 4.0 đã giúp cho thế giới và Việt Nam dần bước qua giai đoạn khó khăn thử thách và tiến đến việc thích nghi và phát triển trong giai đoạn bình thường mới. Hòa mình vào xu hướng này, True Commerce Decentral hiện là một công ty công nghệ toàn cầu với các văn phòng trên khắp thế giới. Hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi đã phát triển đáng kể trong 6 năm vừa qua, với hơn 1.300 nhân viên trên khắp thế giới, nhằm cung cấp các dịch vụ cho hơn 18.000 công ty trên toàn cầu. Các khách hàng của chúng tôi trải dài trên nhiều lĩnh vực, bao gồm bán lẻ, hàng tiêu dùng, sản xuất, thương mại và xây dựng. Mảng kinh doanh chính của True Commerce DI Central là dịch vụ quản lý trao đổi dữ liệu điện tử EDI. Chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường làm việc, nơi nhân viên có thể kết nối với nhau như là một gia đình, được tạo cơ hội phát triển bản thân và cùng nhau chia sẻ những thành tựu đạt được của công ty và thành công của khách hàng thông qua các giá trị cốt lõi như hướng đến sự thành công của khách hàng, con người, sự chính trực, đổi mới và sáng tạo. Nhằm hướng đến việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi hiện đang đẩy mạnh sự phát triển tại Việt Nam với nhu cầu tuyển dụng đa dạng. Đóng góp cho sự phát triển này, chúng tôi đang xây dựng một văn phòng mới tại công viên phần mềm Quang Trung với sức chứa gần 300 nhân sự. Hứa hẹn sẽ là nơi cung cấp không gian và môi trường làm việc sáng tạo để cho phép đội ngũ Việt Nam của chúng tôi phát triển và thành công. Hiện tại, chúng tôi có nhiều cơ hội làm việc tuyệt vời được cung cấp tại True Commerce DI Central, rất phù hợp cho các ngành đào tạo hiện tại của trường Đại học Văn Lang. True Commerce DI Central đánh giá các sinh viên của Đại học Văn Lang là nguồn ứng viên tiềm năng mà chúng tôi hướng đến với nhu cầu tuyển dụng hơn 200 nhân sự trong năm 2022. Thông qua hội chợ việc làm trực tuyến lần này, chúng tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm nhân sự trẻ, tài năng của trường Đại học Văn Lang, giúp các bạn có một môi trường làm việc lý tưởng, phát huy được tối đa tiềm năng của các bạn tại True Commerce DI Central. Xin cảm ơn trường Đại học Văn Lang đã tạo ra một chương trình thiết thực để kết nối giữa nhà tuyển dụng và nhân sự. Xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Kính chúc cho chương trình được thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn chị Huỳnh Ngọc Phượng và công ty True Commerce Decentral đã đồng hành và tài trợ cho chương trình. Chúc chị và công ty sẽ tuyển dụng thật nhiều nhân sự trẻ tài năng đến từ Online Job Fair 2022 của trường Đại học Văn Lang. Ngay sau đây, chúng ta sẽ được lắng nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích đến từ góc nhìn từ các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp cũng như bật mí về những chủ đề mà anh chị sẽ mang đến cho chúng ta trong buổi Job Fair lần này. Xin trân trọng kính mời anh Lê Tuấn Anh, quản lý chuyên môn hướng nghiệp Top CV chia sẻ. Xin chào tất cả các bạn sinh viên, các thầy cô của trường Đại học Văn Lang và các doanh nghiệp đang tham gia Job Fair 2022 của trường Đại học Văn Lang. Mình tên là Tuấn Anh và hiện tại mình đang là quản lý chuyên môn hướng nghiệp của công ty Top CV.
Tuấn Anh rất là vui được đại diện cho Top CV tham gia vào Job Fair năm nay. Năm nay thì mình phụ trách một trong ba cái chương trình nằm trong chuỗi các workshop hướng nghiệp. Đó là chương trình đầu tiên về kỹ năng ứng tuyển cũng như là hiểu về bản thân. Đây là một cái chương trình rất là cần thiết cho các bạn sinh viên trước khi mà các bạn bắt đầu bước chân vào thị trường việc làm. Tại vì khi các bạn hiểu rõ về bản thân mình thì các bạn sẽ có những cái công cụ, có những cái cách thức và biết làm sao để mà tìm được công việc phù hợp cho bản thân. Job Fair là một cái chương trình mà mình nghĩ rằng là mỗi bạn sinh viên nên dành thời gian tham gia. Tại vì ở đây sẽ có những cái chương trình để giúp cho các bạn hiểu bản thân hơn. Các bạn sẽ biết cách chuẩn bị một cái bản hồ sơ như thế nào cho nó tốt hơn. Các bạn sẽ biết cách làm sao để đi phỏng vấn, gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Và cái điều quan trọng nhất đấy là các bạn sẽ có nhiều cơ hội để các bạn tiếp cận với các nhà tuyển dụng trên trang Job Fair, trên trang việc làm của chương trình năm nay. Chương trình năm nay cũng có một cái rất là hay, đấy là các bạn sẽ có chương trình e-learning và các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm, tiếp cận với các doanh nghiệp một cách online. Mình có thể ngồi ở bất kỳ đâu, mình có thể tiếp cận với doanh nghiệp, mình có thể cải thiện kiến thức, cải thiện kỹ năng của mình. Vậy nên mình khuyến khích tất cả các bạn sinh viên ở Văn Lang hãy dành thời gian tham gia Job Fair 2022 năm nay nha. Và mình chúc cho tất cả các bạn sinh viên cũng như là các doanh nghiệp có thể tìm kiếm được những ứng viên tài năng đến từ trường Đại học Văn Lang. Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ vô cùng bổ ích từ anh Tuấn Anh. Và chắc chắn rằng với những chia sẻ của anh Tuấn Anh thì sẽ giúp các bạn sinh viên có thể phần nào nắm được những xu hướng ngành nghề trong thời gian tới. Kính thưa quý vị và các bạn sinh viên thân mến, trong suốt thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã làm thị trường lao động có nhiều biến đổi, tỷ lệ cạnh tranh công việc ngày càng tăng cao. Theo đó, doanh nghiệp cũng có những yêu cầu khắt khe hơn cả về chuyên môn lẫn kỹ năng và thái độ. Nắm bắt được những thực trạng đó, Online Job Fair 2022 được tổ chức để giúp sinh viên Văn Lang nói riêng và nhiều sinh viên của các trường đại học khác trên địa bàn thành phố nói chung có thể trau dồi và hoàn thiện những kỹ năng cần thiết trước khi bước vào thị trường lao động. Mời quý doanh nghiệp và các bạn sinh viên cùng Ngọc Nam điểm qua các sự kiện sẽ được diễn ra trong chuỗi chương trình Online Job Fair 2022 các bạn nhé. Chúng ta cùng đến với cổng thông tin Ngày hội Việc làm kết nối doanh nghiệp. Cổng Việc làm được mở ra từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 trên nền tảng công nghệ đến từ đơn vị Top CV. Với sự tham gia của hơn 300 gian hàng, doanh nghiệp tuyển dụng với hơn 5.000 cơ hội việc làm, tiếp cận gần 10.000 sinh viên quan tâm tìm kiếm cơ hội việc làm. Khóa e-learning dành cho các bạn sinh viên chuẩn bị ứng tuyển vào công việc. Khóa e-learning được mở ra từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022 với 5 nội dung chính. Cách để khám phá kỹ năng hiện có của bản thân, cách để viết CV và cover letter, cách tìm kiếm thông tin công việc, cách trả lời phỏng vấn và cách mở rộng mạng lưới nghề nghiệp. 3 workshop hướng nghiệp và kỹ năng ứng tuyển với những chủ đề hấp dẫn. Job Search Inside or Outside giúp các bạn nắm được mô hình cày nghề nghiệp, các bước để khám phá kỹ năng, thế mạnh của bản thân, phương pháp tìm kiếm việc làm hiệu quả trước sự biến đổi của thị trường lao động hậu đại dịch Covid-19. Đồng thời sẽ nhận được những lời chia sẻ, giải đáp thắc mắc từ các chuyên gia đầu ngành. Building a strong CV and cover letter giúp các bạn biết được cách thức để xây dựng một bản CV ấn tượng cả về hình thức lẫn nội dung, các nhà tuyển dụng đánh giá CV ứng tuyển cũng như nhận xét đánh giá từ các chuyên gia đầu ngành. Workshop Pitch Yourself, kỹ năng phỏng vấn và tạo lập mạng lưới nghề nghiệp sẽ giúp các bạn biết được những điều cần chuẩn bị và thực hiện trước và sau buổi phỏng vấn. Các phương pháp trả lời phỏng vấn để chinh phục nhà tuyển dụng và mở rộng mạng lưới nghề nghiệp qua việc giới thiệu bản thân trước mọi người. Chuỗi chương trình Career Coaching với 2 vòng thi. Vòng 1, 5 cuộc thi kỹ năng làm việc về Top Office, Enlist, Data, Logic và chinh phục CV. Vòng 2, Career Advising, chương trình tham quan trải nghiệm môi trường doanh nghiệp thực tế tại tập đoàn Aeon Mall và ngày hội tư vấn hướng nghiệp cá nhân trực tiếp đến từ 30 doanh nghiệp. Tham gia thi đề tài kỹ năng từ doanh nghiệp, thời gian từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022. Qua đây sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm tuyển chọn sinh viên phù hợp cho các cơ hội việc làm trực tiếp tại doanh nghiệp. 3 webinar hiểu nghề và văn hóa doanh nghiệp. Các chủ đề sẽ được thực hiện và chia sẻ trực tiếp từ phía doanh nghiệp, đồng hành trong thời gian từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2022. Chương trình bế mạc và trao giải cho sinh viên tham gia và có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi. Kính thưa quý vị và các bạn sinh viên thân mến, chắc hẳn chúng ta sẽ còn rất nhiều điều muốn chia sẻ.
Tuy nhiên, trong khuôn khổ thời gian của chương trình khai mạc cho phép, Ngọc Đăng xin được hẹn gặp lại quý vị khách mời cũng như các bạn sinh viên trong chuỗi sự kiện sẽ được diễn ra trong thời gian tới. Một lần nữa, Ngọc Đăng cùng các bạn sinh viên đang theo dõi chương trình qua livestream cảm ơn anh chị, các vị diễn giả, các khách mời cùng quý doanh nghiệp thật nhiều vì đã mang đến những thông tin vô cùng hữu ích cho các bạn sinh viên của trường Đại học Văn Lang. Các bạn sinh viên thân mến, các bạn cũng đừng quên chuỗi chương trình Online Job Fair năm 2022 sẽ được tiếp tục với những hoạt động vô cùng hấp dẫn và bổ ích ngay sau ngày khai mạc hôm nay. Các bạn hãy cùng bấm like và đăng ký theo dõi kênh fanpage của trường Đại học Văn Lang cũng như Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên Đại học Văn Lang để không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào các bạn nha. Đến đây, chương trình khai mạc Online Job Fair 2022 của trường Đại học Văn Lang xin phép được khép lại. Một lần nữa, mến chúc quý thầy cô, quý khách mời, quý doanh nghiệp và các bạn sinh viên thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!